Lời đầu tiên em ăn xin chào tất cả quý anh chị nha. Thì trong thời gian vừa dịch vừa qua thì giãn cách nhiều quá cho nên là em chưa có đi quay đất được cho quý anh chị mình xem. Thì hôm nay là cũng là cái lúc mà giãn cách nó cũng nới lỏng rồi, em cũng có xin giấy tờ xét nghiệm với là vaccine âm tính. Đó thì hôm nay em có mặt tại Cam Lâm để em quay và giới thiệu cho quý anh chị mình một cái vị trí đất rất là tiềm năng, rất là thích hợp cho quý anh chị mình là vừa đầu tư nè, vừa mua ở nè, hay là mình có thể làm nhà cho thuê nè. Đó, để quý anh chị mình không giờ lâu thì em sẽ quay tổng quan cho quý anh chị mình xem về cái lô đất này nha. Đây quý anh chị ơi, đây là cái tổng quan về cái lô đất bên em. Thì hiện tại quý anh chị nhìn thấy đây là con đường 6m đã được trải nhựa nha quý anh chị. Chạy thẳng con đường này là mình sẽ tới cái đầm thủy triều, là cách khoảng 1,5 km là mình ra tới đầm thủy triều. Cái đầm thủy triều là cái đầm nước mặn. Nó có diện tích tự nhiên là 12.000 ha và trong cái phạm vi Cam Lâm thì nó rộng 2.500 ha. Đó. Thì cái đầm thủy triều em giới thiệu nhiều trong video trước rồi, quý anh chị có thể hiểu được về cái đầm thủy triều. Đó thì em có cái video flycam em quay cho quý anh chị mình xem nè. Đó, nó rất là đẹp. Nó rất giống cái, nó đẹp hơn cái sông Hàn của Đà Nẵng luôn à. Đó, thì cái miếng đất bên em á, nó cách cái đầm thủy triều khoảng 1,5 km thôi. Và cách trung tâm thị trấn Cam Đức khoảng 1 km. Đó thì cái đường 6m này đúng không? Nó chạy thẳng ra đó, quý chị có thấy cái đường chỗ kia có xe chạy không? Đó là đường quốc lộ 1A nha. Thì từ đây ra đó khoảng 100m thôi. Đó là đường quốc lộ 1A. Thì hiện tại nó là đường quốc lộ 1A nhưng mà sắp tới nó sẽ được quy hoạch mở rộng thành đường nội đô của huyện Cam Lâm. Và nó sẽ được mở rộng từ 40m lên tới 80m luôn. Đó. Và điều đó nó sẽ thúc đẩy cho bất động sản xung quanh nó sẽ tăng giá đột biến. Đó là nhờ vào cái quy hoạch đường nó sẽ tăng giá rất là nhiều. Đó. Và cách cái vị trí đất anh em đây. Đó. Cái đường này là đường vô vị trí đất anh em nè, cái đường này vô. Chỗ này sẽ là một con đường bê tông vô vị trí đất anh em. Thì trước tiên thì em xin giới thiệu về cái vị trí kết nối cho quý chị mới thể nhìn thấy là cái tiềm năng của miếng đất anh em. Thì cái miếng đất anh em ngoài con đường đó quy hoạch mở rộng 80m thì nó cách đây khoảng 3 km là sẽ con đường là đang có quy hoạch là con đường cao tốc Bắc Nam tuyến Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Đó thì trong 2025-2021 là bắt đầu được khởi công xây dựng rồi, bây giờ hiện tại đang là giải phóng mặt bằng và dự kiến trong khoảng 2-3 năm tới là con đường tuyến cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm nó sẽ đi vào hoạt động với thiết kế là 6 làn xe và tốc độ tối đa là 120 km/h, và đó là yếu tố thúc đẩy cho bất động sản từ khu vực Cam Lâm tăng giá đột biến trong tương lai. Đó, và để quý anh chị mình không chờ đợi lâu nữa thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình về tổng quan cái lô đất bên em luôn. Và đây là cái đường đi vô lô đất bên em. Đó, bây giờ em sẽ đi bộ vô cho quý anh chị mình xem nha. Cái vị trí đất bên em có cái vị trí rất là đẹp. Gần đầm thủy triều nè, gần quốc lộ 1A nè. Và còn gần trục đường chính của cả huyện Cam Lâm. Đó. Sắp tới là Cam Lâm nó sẽ có rất là nhiều cái con đường quy hoạch mở rộng rất là lớn, như là con đường quốc lộ 1A sẽ được mở rộng 80m nè. Đó, tuyến tránh quốc lộ 1A nè. Và đường cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm, Nha Cam Lâm Vĩnh Hảo. Và cái con đường 6m kia hồi nãy em chỉ á, đi ra đường đầm thủy triều á, thì sẽ có một hai con đường, đó là con đường Lê Duẩn sẽ cắt ngang qua, và nó sẽ cắt ngang và nó sẽ song song với đường quốc lộ 1A và song song với con đường vành đai ven đầm thủy triều nữa. Đó. Và nó cách vị trí với đất anh em khoảng 200-300m thôi. Đây là cái vị trí đất anh em nha quý anh chị. Em đang đi vô cho quý anh chị mình có thể xem tổng quan. Em là em review chi tiết nhất. Đó quý anh chị à, em chi tiết nhất là em muốn qua mang đến những cái video chân thật nhất về những cái vị trí đất mà em muốn trước khi mà muốn đầu tư thì quý anh chị mình cũng phải nên tìm hiểu kỹ về cái miếng đất mình muốn đầu tư. Đó thì mình phải coi là vị trí nó đẹp như thế nào, đường xá nó có rộng hay không, nó quy hoạch như thế nào, tiềm năng tăng giá như nào. Đó thì cái video của em đa phần là em quay rất là chi tiết cặn kẽ và rất là dài. Đó cho nên quý anh chị mình cứ theo dõi kỹ nha. Đây là những đồng nghiệp của em. Thì cái đường này là đường bê tông nha quý anh chị. Đường bê tông này là rộng khoảng 8m, rộng hơn 8m đường bê tông. Thì sắp tới cái vị trí đất anh em là sẽ được trải nhựa cái đường này và sẽ được trồng trụ điện lên, trồng trụ điện nè, có trồng trụ điện nè,
điện đèn điện chiếu sáng năng lượng mặt trời đó quý anh chị. Cái nơi khu vực này hạ tầng rất là đẹp, bỏ thêm ghế đá nữa chứ không phải như vậy đâu. Thì vị trí đất anh em là có diện tích từ 100 mét vuông cho đến 200 mét vuông nha quý anh chị, ngang 5 mét, đã được phân lô sẵn rồi nè, phân lô sẵn rồi, rất là đẹp, kẻ đường ranh luôn đó. Mình vui về là mình không cần phải mất tiền xây mấy cái này nữa đó. Nhìn rất là vuông vắng này, phân lô tấp thửa vuông vắng này đó, thổ cư full 100% nha quý anh chị. Mình mua khu vực này là mình không có lo chuyện mình phải làm giấy tờ lên thổ cư xây nhà nữa đó, khu vực này là mình được xây nhà tự do luôn, sở hữu lâu dài đó. Và đặc biệt là cái khu vực này đất anh em là được ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đó 70% giá trị lô đất, và cái thời gian vay lên tới 20 năm lận. Với mức lãi suất hiện tại thì các nhân ngân hàng họ đưa ra rất là thấp để họ có thể khuyến khích mình mua bất động sản á, cho nên là cái mức lãi suất bây giờ ngân hàng đưa ra rất là thấp. Với lại trong cái thời điểm dịch Covid này nữa là giá đất bất động sản nó đang đứng đó, thì quý anh chị đó là cơ hội cho quý anh chị nhà đầu tư mình mua thời điểm này để được giá rẻ. Bởi vì khi mà thị trường quay trở lại á, dịch Covid được kiểm soát á, thì giá bất động sản bắt đầu sẽ lên. Thì nếu lúc đó mà mình mua thì mình sẽ đi trễ thị trường rồi, lúc đó mình mua thì mình sẽ mua phải giá cao mà mình rất khó chốt lời được đó. Cho nên quý chị mình muốn có lợi nhuận thì mình nên mua, mình đầu cơ đất vào thời điểm mà thị trường bị khủng hoảng đó. Đây là tổng quan lô đất bên em nha quý anh chị. Đó, đường là đường đội bộ là rộng tới 8 mét lận, có khi gần 10 mét lận. Thì giá dự kiến của các lô đất bên em á là, nhưng mà đó là giá dự kiến thôi, có khi mà giá thực tế thì có khi là nó sẽ rẻ hơn. Đó. Và để mà để biết thêm thông tin chi tiết á, cũng như là sơ đồ phân lô các kiểu, thì quý anh chị mình cứ kết bạn Zalo với em nha, 0353 687 732. Đó, thì em sẽ gửi cho quý chị mình sơ đồ phân lô để cho quý chị mình có thể chọn lô, những cái lô đẹp trước. Bởi vì cái miếng đất bên em đó là nhân viên bên em rất là đông, cho nên chỉ cần khi mà mở bán phát là số lượng đất đi rất là nhanh, cho nên quý chị mình cứ nhanh tay sở hữu cho mình. Bởi vì hiện tại Cam Lâm họ đang thắt chặt cái việc phân lô tách thửa, cho nên mình mà muốn trong thời điểm này nè, những ai mà phân lô sẵn á, có đất sẵn thì mới bán được. Còn nếu mà sau năm 2021 này là rất khó phân lô được. Mà nếu quý anh chị mình muốn mua là phải mua những cái miếng đất rất là to, diện tích lên tới 90.000 mét, có khi là mấy hecta, thì cái số tiền bỏ ra rất là nhiều luôn. Đó, thì quý anh chị mình nhà đầu tư đang muốn đầu tư tại khu vực Cam Lâm, những cái vị trí đất đẹp, giá cả hợp lý, pháp lý chuẩn chỉnh, thì quý chị mình liên hệ Zalo với em nha. Em là Nguyễn Thiên Ân, chuyên đất nền khu vực Cam Lâm Nha Trang. Và nếu thấy hay thì quý chị mình like video, đăng ký kênh ủng hộ em, và đừng quên nhấn nút chuông thông báo để có thể sớm nhất nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của Thiên Ân Bất Động Sản nha. Em cảm ơn tất cả các quý anh chị ạ, và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị vào những video tiếp theo của em.